Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối thứ tư ngày 22 tháng 5. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và mở đầu như thường lệ sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Trước sự tái bùng phát và lây lan nhanh chóng của dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh họp trực tuyến với các địa phương để triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khống chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại đối với ngành chăn nuôi. Giải pháp trung tâm điều hành thông minh tại Thừa Thiên Huế do tập đoàn Viettel triển khai được trao giải thưởng Viễn thông châu Á Telecom Asia Award 2019 ở hạng mục dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, công tác bảo vệ đa dạng sinh học thông qua hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phóng sự nhân ngày quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5. Thưa quý vị, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát và lây lan nhanh chóng trên địa bàn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khống chế, dập dịch, giảm thiểu thiệt hại đối với ngành chăn nuôi. Chủ trì hội nghị có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành liên quan. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến ngày 21 tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 16 xã phường thuộc 5 địa bàn: Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, thành phố Huế và Hương Thủy. Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện thị xã lấy mẫu lợn và gửi xét nghiệm ở 10 hộ chăn nuôi thuộc 8 thôn, 6 xã của 3 huyện: Phong Điền, Quảng Điền và Phú Vang đang chờ kết quả để xử lý. Tổng đàn của các hộ này là 131 con. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch khẩn cấp, tiêu hủy ngay số lợn mắc bệnh ở các cơ sở chăn nuôi, thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, hướng dẫn và giám sát 30 ngày kể từ ngày phát dịch, vùng dịch và vùng dịch bị uy hiếp, phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ trại một lần trong ngày trong 7 ngày đầu tiên, 3 lần một tuần trong 2 đến 3 tuần tiếp theo. Vùng đệm, phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng với tần suất một lần một tuần liên tục trong vòng một tháng kể từ khi có ổ dịch. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cần xem xét lại cơ chế lây lan cũng như quy trình xử lý khoanh vùng dập dịch để có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Cần tiếp tục tăng cường hệ thống thú y kiểm dịch tại các cơ sở giết mổ. Đặc biệt cần phải xem công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi như phòng chống thiên tai, lụt bão phải vào cuộc cả hệ thống chính trị. Đối với địa phương nào có dịch bệnh mà không nắm được thông tin để lây lan dịch bệnh thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư thì Tỉnh ủy cũng đã có một cái chỉ thị cho các ngành các cấp để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Và hôm nay thì Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chủ trì một cái phiên họp trực tuyến để soát xét lại cái tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh, và cũng đã chỉ đạo các địa bàn, các địa phương quyết liệt hơn trong cái công tác tuyên truyền và nắm chắc cái tình hình dịch bệnh ở địa phương, đồng thời là tổ chức dập dịch khi có cái phát sinh dịch trên địa bàn, và đồng thời là thực hiện tốt các cái cơ chế hỗ trợ cho người dân trong cái thiệt hại do dịch bệnh xảy ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương lưu ý ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tăng cường lập các chốt kiểm dịch tạm thời để tiêu độc các phương tiện đi vào vùng dịch, hạn chế người phương tiện ra vào vùng dịch, giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm cả hành vi vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, tăng cường giám sát tình hình sức khỏe đàn lợn tại các hộ nuôi trong khu vực, cấp hóa chất và tẩn vôi bột để xử lý ổ dịch và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, xử lý hộ chôn, thống kê và tổ chức cam kết thực hiện 5 không đối với các hộ chăn nuôi: không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, sáng nay tổ đại biểu số 10 gồm các tỉnh Hưng Yên, Lâm Đồng, Vĩnh Long và Thừa Thiên Huế đã tiến hành thảo luận kinh tế xã hội và đánh giá quá trình điều hành của chính phủ theo các chỉ tiêu được Quốc hội giao. Đại biểu Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến các vấn đề mang tính thời sự và được cử tri hết sức quan tâm.
Đại biểu Phan Ngọc Thọ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng dòng vốn FDI thời gian qua tăng mạnh, đây là tín hiệu mừng của nền kinh tế. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị chính phủ cần quan tâm đến chất lượng của nguồn vốn này trong bối cảnh được dự báo sẽ tiếp tục có dịch chuyển vào Việt Nam của các nhà đầu tư. Đóng góp về vấn đề an sinh xã hội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ nêu lên thực trạng bất ổn do tệ nạn ma túy ngày càng tăng, trong khi đó công tác kiểm soát xử lý vẫn còn nhiều bất cập lúng túng. Quan điểm của tôi á, để những tội phạm này, những công nghiệp này ngoài xã hội ngày nào thì xã hội thì có nguy cơ người ta. Với bản thân họ cần phải khám chữa bệnh, đúng không? Nguy cơ cho họ, bản thân họ còn nguy cơ cho xã hội. Nhưng hệ thống tòa án chúng ta xử lý tội nghiệp không chậm, sự đồng bộ giữa cái nơi giáo dưỡng, những nơi cai nghiện, rồi công an, rồi ngành y tế còn lục tục. Vừa rồi tôi họp một số phiên thì cũng yêu cầu để ra soát lại, làm sao đơn giản hóa thủ tục xác nhận người nghiện ma túy, rồi quá trình chuyển sang cho tòa án để xử lý, đây quá trình liên thông. Mà tôi đề nghị ba ngành tòa án, lao động thương binh xã hội, y tế, công an, bốn ngành cần phải có những hướng dẫn liên tục để đảm bảo quá trình từ khi phát hiện cho đến khi xử lý cần phải đảm bảo nhanh, kịp thời và đúng pháp luật. Liên quan đến quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đại biểu Phan Ngọc Thọ đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông sớm hoàn chỉnh mô hình để các địa phương triển khai đồng bộ. Cái gì mà trung ương có thể triển khai được, đề nghị có chủ trương, có dạng lớn để các địa phương tham gia. Bây giờ tránh tình trạng địa phương triển khai sớm, nhiều khi nó không phù hợp với quá trình triển khai trung ương, hoặc là địa phương phải chờ đợi quá trình triển khai trung ương làm mất cơ hội phát triển của địa phương. Đề xuất thẳng thẳng của trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thừa Thiên Huế xuất phát từ thực tế Thừa Thiên Huế đang đi đầu và mong muốn đẩy nhanh mô hình đô thị thông minh. Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai trên cả nước, nhưng cho đến nay vẫn còn lủng túng, bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của địa phương. Trong phiên họp toàn thể tại hội trường vào chiều nay ngày 22 tháng 5, đại biểu Nguyễn Chí Tài, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi. Góp ý vào điểm D khoảng 3 điều 11 của dự thảo luật có quy định trường giáo dưỡng là cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Tuy nhiên, tại chức này chưa có điều khoản nào quy định về nhiệm vụ quyền hạn của trường giáo dưỡng trong thi hành án hình sự. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Chí Tài đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số điều quy định về nội dung này. Về quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân cấp xã và Tòa án Nhân dân trong thi hành án hình sự tại Điều 19 và Điều 21, đại biểu Nguyễn Chí Tài đề nghị bổ sung sửa đổi cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, tại Điều 19 và Điều 21 của dự thảo luật thi hành án hình sự, không quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân cấp xã và Tòa án về việc xóa án tích cho bị án, nhưng tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ Luật Hình sự, lại quy định nhiệm vụ quyền hạn cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và tòa án. Mặt khác, tại đoạn cuối của điều 21 quy định thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của luật này, nghĩa là cả quy định khác trong luật thi hành án hình sự liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quyền hạn của tòa án thì phải thực hiện. Trong khi đó, luật thi hành án hình sự không quy định thì mặc nhiên nhiệm vụ quyền hạn về xóa án tích sẽ được không thực hiện và sẽ mâu thuẫn với Bộ luật hình sự. Vì vậy, tôi đề nghị cần quy định cụ thể nội dung này và sửa đổi bổ sung đoạn cuối của Điều 19 và Điều 21 như sau: các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của luật này và luật bộ luật khác có liên quan thì sẽ đầy đủ hơn. Đại biểu Nguyễn Chí Tài của đoàn Thừa Thiên Huế cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện cả quy định về thi hành quyết định thi hành án phạt tù, về giam giữ phạm nhân, về thủ tục miễn chấp hành án phạt tù và nhiều quy định khác trong dự thảo. Trở lại với những thông tin trong tỉnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động và triển khai phương hướng trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà dự và phát biểu chỉ đạo. Thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, sở, ban ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo lồng ghép với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước. Trong 10 năm, đã có 251 đợt bán hàng Việt về nông thôn với 146 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút 213.000 lượt tham gia mua sắm, đạt doanh thu 31 tỷ đồng. Hoạt động bán hàng Việt khuyến mại có tổng giá trị hàng hóa khuyến mại trên 9.343 tỷ đồng. Các hội chợ triển lãm hàng Việt thu hút hàng nghìn lượt doanh nghiệp tham gia, doanh thu hơn 162 tỷ đồng. Các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ mở rộng thị trường được đẩy mạnh. Ban chỉ đạo đã phối hợp kiểm tra 19.718 vụ về bình ổn thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.
xử phạt hành chính 8,5 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu tiêu hủy và bán, chưa bán, ước khoảng hơn 30 tỷ đồng. Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi của người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt. Có khoảng gần 80% thiết bị đồ dùng cơ quan, đơn vị và gia đình của người dân là hàng Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của 10 năm thực hiện cuộc vận động. Thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của cả cấp ủy đảng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan tâm bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghệ hỗ trợ, mở rộng kênh phân phối hàng Việt thuận tiện linh hoạt. Tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dịp này, Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh khen thưởng 11 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chương trình giám sát công tác quản lý quy hoạch đô thị, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Cái Vân Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền. Báo cáo của huyện Quảng Điền cho biết, toàn huyện có 11 xã thị trấn, trong đó có một đô thị được công nhận đô thị loại 5, một đô thị đã được lập quy hoạch chung, đang xây dựng đề án phân loại đô thị, định hướng xây dựng thành thị trấn đô thị Thanh Hà, xã Quảng Thành. Đối với các xã còn lại, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đã huy động các nguồn lực, các giải pháp để lồng ghép xây dựng vùng trung tâm và các vùng động lực ở các xã để tạo sự lan tỏa trong quá trình xây dựng mạng lưới đô thị trên địa bàn. Kể từ năm 1997 đến nay, đô thị Sìa đã được đầu tư nâng cấp, phạm vi đô thị đã lan tỏa mở rộng theo các hướng. Tuy nhiên, tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chỉ có đường Nguyễn Vịnh, Nguyễn Kim Thành cơ bản được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng. Nhiều trục đường khác chủ yếu được đầu tư mặt đường. Việc đầu tư xây dựng cả hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ. Còn đô thị Thanh Hà, hạ tầng kỹ thuật đang ở mức rất thấp. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, một số khó khăn trong công tác quản lý đô thị hiện nay trên địa bàn là tình hình lấn chiếm trong xây dựng, hạ tầng giao thông kém, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư. Việc xây dựng mồ mả xen lẫn trong các khu dân cư gây khó khăn trong công tác quản lý nghĩa trang, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết luận tại buổi làm việc, ông Cái Vĩnh Tuấn khẳng định, công tác quy hoạch là vấn đề hết sức quan trọng, phải đi trước một bước, cùng với quy hoạch và công tác quản lý quy hoạch cũng hết sức cần thiết. Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm đến công tác quy hoạch đô thị của huyện Quảng Điền. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần lưu ý một số vấn đề, cần phải chú trọng đến công tác quản lý cắm mốc, quản lý quy hoạch, ra soát lại quy hoạch nông thôn mới. Đề nghị tuân thủ quy định của nhà nước, lấy ý kiến của người dân và công khai quy hoạch để người dân giám sát. Sáng ngày 22 tháng 5, đoàn giám sát Hội đồng dân tỉnh do ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy về công tác quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn. Phường Thủy Dương là một trung tâm đô thị đang trên đà phát triển của thị xã Hương Thủy. Hiện có nhiều công trình dự án đã và đang thực hiện đầu tư trên địa bàn, đã làm thay đổi bộ mặt đô thị. Lãnh đạo địa phương cũng đã kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề còn nhiều vướng mắc khó khăn trong công tác thực hiện tại địa phương là việc công bố công khai quy hoạch đô thị, cung cấp thông tin quy hoạch đô thị, cấp chứng chỉ quy hoạch, cắm mốc giới theo quy hoạch, quản lý không gian kiến trúc đô thị, công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 trên địa bàn, chiều nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung, trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các đơn vị liên quan. Năm nay toàn tỉnh có 12.148 thí sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia, trong đó có 592 thí sinh tự do. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019. Thí sinh dự thi tại 31 điểm thi, tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Để kỳ thi được diễn ra an toàn, Ban chỉ đạo đã triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ khá sớm, trong đó chú trọng việc tổ chức tuyên truyền về quy chế thi, những nội dung mới trong công tác thi và kỳ tuyển sinh năm nay. Triển khai các văn bản hướng dẫn thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức thi như lắp đặt camera tại điểm thi và địa điểm chấm thi. Ra soát đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi đảm bảo đủ số lượng, năng lực phẩm chất. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao sự cố gắng, chủ động của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các ban ngành liên quan trong công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức kỳ thi, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi.
Đối với các huyện, thành phố cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phục vụ kỳ thi như nơi nghỉ của cán bộ giáo viên, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi, tránh những sai sót không đáng có để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, công bằng, minh bạch. Giải pháp trung tâm điều hành thông minh tại thành phố Huế do tập đoàn Viettel triển khai được trao giải thưởng Viễn thông châu Á Telecom Asia Award 2019 ở hạng mục dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á. Theo đó, tập đoàn Viettel được xướng tên ở 2/5 hạng mục vào vòng chung kết. Cụ thể, dự án trung tâm điều hành thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế đạt giải cho hạng mục dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á. Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế do Viettel triển khai và đưa vào vận hành từ năm 2018. Đây là dự án được Viettel xây dựng theo hình thức may đo theo yêu cầu và đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và đây cũng chính là điểm độc đáo được Telecom Asia Award 2019 ghi nhận. Mô hình lắp đặt camera an ninh tại nhiều phường trên địa bàn thành phố Huế đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong phòng chống tội phạm. Nhiều vụ trộm cắp tài sản đã được làm rõ qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5 năm 2019, nhận được tin báo của nhân dân về việc mất điện thoại Nokia Lumia 360, Công an phường Phú Cát tiến hành điều tra truy xét đối tượng. Thông qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn, Công an phường nhanh chóng trích xuất được những đặc điểm của đối tượng trộm và làm rõ Đặng Hữu Tùng, sinh năm 1987, trú tại 186 Chi Lăng, Phú Cát, có hành vi trộm cắp tài sản. Tiếp đó, vào ngày 19 tháng 5 năm 2019, thông qua hệ thống camera an ninh, Công an phường đã trích xuất camera làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Tín, sinh năm 1997, Cao Văn Lợi, sinh năm 1998, cùng trú tại phường Phước Vĩnh, có hành vi trộm cắp hai điện thoại di động Nokia. Một vụ khác, đối tượng Trương Huỳnh Toàn, sinh năm 1999, Phạm Ngọc Thành Đạt, sinh năm 1986, cùng trú tại phường Phước Vĩnh, có hành vi trộm bình ắc quy xe đạp điện. Hiện Công an phường Phú Cát, Công an phường Phước Vĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế đa dạng sinh học nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Trong thời gian qua, bằng nhiều giải pháp thiết thực, công tác bảo vệ đa dạng sinh học thông qua hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận của phóng viên thời sự. Không khí tại một hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Thuận An do Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Đây là đợt thả tái tạo thứ hai trong năm 2019 do đơn vị này phát động với hơn 1.800 con tôm sú trưởng thành nhằm bổ sung đàn tôm sú bố mẹ, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái. Đặc biệt bên cạnh các ban ngành đoàn thể còn có sự tham gia của đoàn viên thanh niên, qua đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến toàn xã hội. Thông qua hoạt động này thì em cảm thấy là có nhiều điều bổ ích. Chúng ta nên là bảo vệ các loài thủy sản và thu hoạch một cách có hiệu quả. Tình hình đa dạng sinh học của nguồn lợi thủy sản ngày nay thì đang gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là hiện tượng khai thác quá mức dẫn đến là cạn kiệt về nguồn lợi thủy sản. Cho nên là hoạt động ngày hôm nay thì em thấy rất là mang tính về tự nhiên và mang tính về xã hội. Thông qua những buổi này thì em mong là ý thức của những người trẻ sẽ được nâng cao, từ đó là môi trường cũng như là về đa dạng sinh học, về thủy sản là được cải thiện hơn trong tương lai. Hiện nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập khoảng 23 khu vực bảo vệ thủy sản do 49 chi hội nghề cá quản lý với tổng diện tích được bảo vệ nghiêm ngặt hơn 15.500 hectare mặt nước đầm phá. Đây là một nguồn lợi thủy sản có giá trị vô cùng to lớn đối với bà con ngư dân trong bối cảnh hiện nay khi môi trường biển vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau sự cố môi trường biển vào năm 2016. Việc thường xuyên tổ chức thả tái tạo tại các môi trường nước ngọt, nước mặn và nước lờ, bên cạnh bổ sung nguồn lợi thủy sản cho tương lai, còn có phần tuyên truyền ý thức bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường đến với cộng đồng. Qua những lần mà tái tạo, thả tôm thì mang lại hiệu quả rất cao. Và đặc biệt là những năm gần đây thì nghề khai thác gần bờ, đặc biệt là các nghề khai thác gần bờ là làm ăn có hiệu quả hơn, và sông đầm cũng làm ăn có hiệu quả. Qua cũng mong là các ngành là tiếp tục quan tâm tái tạo nguồn lợi thủy sản để đảm bảo cho cái kế sinh nhai cho bà con. Hàng năm thì chúng tôi đều có tiến hành phát động nhiều cái phong trào để thả nguồn giống tôm cá các loài
vào các cái thủy vực nước ngọt, nước lờ và biển. Dịp này chúng tôi thả 1.800 con tôm sú trưởng thành với loài từ khoảng 50 con trên 1 kg. Thì tôm tương đối lớn. Chúng tôi hy vọng cái hoạt động này góp phần bảo vệ cái đa dạng sinh học. Sự chung tay nỗ lực của các ban ngành cũng như cộng đồng đã và đang từng ngày góp phần hồi phục nguồn lợi thủy sản, giữ gìn tính đa dạng sinh học của tài nguyên thủy sản. Hơn lúc nào hết, việc thay đổi nhận thức trong việc quản lý khai thác và tái tạo nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng cần phải được xã hội quan tâm, góp phần cải thiện sinh kế cho bà con ngư dân và cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phần cuối là những thông tin khác. Sáng nay, Ban Quản lý chợ Đông Ba phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng, Đào tạo huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và tiểu thương chợ Đông Ba. Tại buổi tập huấn, ngoài việc cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước trong những năm gần đây, giảng viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ và một số biện pháp phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, công chức, viên chức, người lao động và tiểu thương được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy cũng như tham gia diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại địa bàn chợ. Việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy là hoạt động định kỳ của Ban Quản lý chợ Đông Ba. Đây là dịp để công chức, viên chức, người lao động và tiểu thương nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ. Hiện nay, chợ Đông Ba có 2.700 lô là khu chợ tập trung tiểu thương và khách du lịch lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi ngày, chợ Đông Ba thu hút khoảng từ 5 đến 7.000 lượt người đến tham quan mua sắm. Sáng nay, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức diễn đàn và hội thi tuyên truyền măng non phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em. Tại Thừa Thiên Huế, năm 2018 có khoảng 1.600 trẻ em bị tai nạn thương tích, 14 em tử vong, trong đó có 12 em tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chính thường do sự thiếu kiến thức, bất cẩn của người lớn, các trang thiết bị an toàn cho trẻ em chưa được sử dụng phổ biến, môi trường xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng. Đáng tiếc là hầu hết các trường hợp liên quan đến tai nạn thương tích cho trẻ đều có thể phòng tránh được. Chính vì vậy, diễn đàn và hội thi sẽ là dịp để các cơ quan chức năng và người dân trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, phương tiện hỗ trợ công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong thời gian tới, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em học sinh có kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình và bạn bè khi gặp những tình huống không hay xảy ra. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.